Xin chào chú bác và anh chị nha. Hôm nay thì mấy cha con có dự định là đi ra hè ăn nấu cơm củi và đi kiếm củi nha. Đi kiếm củi đang chút nấu cơm. Thì đây có hai cái cây củi nè. Hai cây này mình đã đốn hổm gài nè. Và mình có cưa luôn nha. Mình cưa nè, mình là xưa mình là kiếm mớ củi. Có mình nên nè, khó quá. Củi này để hổm gậy khô rồi nè. Cưa đang hồi trẻ đang nấu cơm, ra hè nấu cơm. Thì mới cưa xong mấy khúc củi nè cả nhà ơi. Mình chẻ xong rồi cả nhà ơi. Chẻ ra mấy cây nhỏ nhỏ để ngồi mình mồi lửa cho nó mau chín, mau bắt lửa cả nhà. Cây nhỏ nhỏ vậy nè, mình đút vô mồi cho nó mau cháy. Thì mình cho ba cái này kêu bù nhùi nè. Đốt lên nhúm. Ba gom ba cái lá này nè, ở ngoài sau vườn nè. Trời mùa tháng khô này ba bù nhùi nhóc kìa. Gạo mình cũng vo xong rồi nè. Bữa nay chắc mình lấy nước cơm mình lại mình làm canh cha ăn luôn. Sáng thì mấy cha con có đi chợ mua được một mớ chuột nè, với nhái thì mình kho xá ớt, còn chuột này khìa nha cả nhà. Cắt cái xả này đi, xả vô mình nhái kho xả ớt nha. Được 2 tép, lửa nó cũng cháy vậy nè cả nhà. Bầm xả đã xong, giờ mình kho nha. Cộng mình cho thấm gia vị nha cả nhà. Đây là chuột nè, nhái hồi nãy nè, mình ướp nè nước màu rồi với nước mắm với xả ớt vô đây luôn nè. Chảo cũng nóng rồi, giờ mình cho chuột vô nha cả nhà. Gì con? Giờ mình đổ nước nhẹ dừa vô khìa cho nó ngon nha cả nhà, cho nó ngọt nha. Ngon không con? Ông mà cô chú ơi, chuột khìa nước dừa của cha con cũng chín rồi nha. Bây giờ cha con đổ cái dĩa. Dạnh hấp dẫn, ngon quá mà cô chú ơi. Rồi xong một món. Tới món tiếp theo là món gì cha? Nhái kho xả. Bật lửa lên nha, giờ mình khử miếng nè. Đổ miếng dầu vô mình khử cho nó thơm nha cả nhà. Rồi đổ nhái vô đi con, đổ nhái vô đi. Chú ơi, thì nhái con cũng chín rồi nha. Bây giờ thì con sẽ tắt bếp rồi nhắc xuống nha, chứ gia đình con là đói lắm luôn rồi đó. Rồi. Wow, quá hấp dẫn luôn. Đi ba nha. Rồi nè, này cơm chùm củi cũng đã chín rồi nè cả nhà. Cơm này có cơm cháy luôn đó. Nè.
bắt cơm ra nha. Có cơm cháy luôn hả cha? Có chứ. Để cho coi cơm cháy nó im không. Rồi quanh đây này, này coi cái lớp cơm cháy này coi im không. Cơm cháy này đặc biệt luôn cả nhà ơi. Ngon ngon dữ vậy. Nè. Con ăn không cha cho nè. Giờ cơm cũng đã chín rồi nghe, giờ dọn lên ăn rồi. Xin mời chú bác và anh chị ăn cơm cùng ba cha con nha. Xin mời ông bà cô chú ăn cùng con. Mời ông bà cô chú và các bạn ăn cùng con nha. Bữa nay nấu cơm cháy là quá tuyệt vời luôn nè. Ủa cô ba, hai món này hai món rồi mới qua. Nhái kho xả ớt với chuột hiền nước dừa nè, cô ba cho con cái đùi nè. Thôi con nhái. Nhái không được, con không được con. Cay lắm á. Sương luôn. Sao cay không rồi? Đang ngồi nè. Cái ngồi đi. Đang ngồi. Ngồi cho. Cay ngồi xích đi. Ừ, cũng thôi. Mãi mới gần sau hái được mấy đồ cơm muống này cả nhà. Muốn non quá non. Ủa? Chí là ba chiếc. Ngon. Chiếc chí ơi. Quá. Ngon kìa. Ngon quá mà cô chú ơi. Cô ba ăn xương sao không có trời trời. Ăn xương nhái hồi thả. Cha có muốn ăn cái này không? Muốn cần căng thôi hả? Ngon ghê. Cảm ơn cha. Cha cảm ơn con, ăn cái đùi chuột à. Thôi đùi là để cho mấy đứa nhỏ ăn đi. Đã xè đổ vô. Hơn nữa trái dừa cả nhà. Chuột mềm quá mềm. Mì mà ngọt luôn á. Ngon quá. Yeah. Ba em muốn nước. Thôi để Ken uống tới con. Đưa chị hai để lên bàn con. Muốn mềm. Muốn mềm liệu luôn đó nha. Non đỏ non gì đâu. Đuộn nhái nè. Cơm với miệng con. Ăn trái ớt luôn. Chấm thì ngon. Ăn cái bọng chuột nè. Ăn cái con cái đường chuột nè. Ngon không? Con ăn. Ngon lắm nè. Nó. Cơm. Ngon lắm nè, ăn con. Ừ. Ngon không? Nó. Ngon. Ngon quá cơ ba. Ngon quá cha. Ừ. Kì. Thố kì. Thế kìa. Bữa nay cha cho con làm món này rất là ngon nha. Ngon quá. Mẹ ăn cùng ớt con con. Đây là ăn. Mình ăn miếng cơm cháy cả nhà. Xin. Cho ăn nước nhái của xả lên à. Vậy giờ hết cơm nhanh nè. Thấy thịt này chắc tới cuối. Ông cháy ớt vô rồi cả nhà. Cô ba. Kẹp lại nè.
chấm cái nữa nè. Ngon cha. Ngon. Quá ngon. Không nhận hồi nãy nè, cuộn cái này vô chấm với nước kho sả ớt này ngon một cái cực kỳ luôn. Chấm nước này nè. Ok. Quá ngon. Này như vậy chưa nhập ngủ rồi. Chấm nước thằng thả à. Gót rồi. Chấm vô nước nè. Ngon ngon luôn. Cho con. À, con xin mời ông bà ăn chuột đi con. Con không chịu cái đó hả? Thấy gỡ cỡ luôn. Chuột ngon quá các bạn ơi. Mưa điếm. Món này có ba làm hả? Ờ. Bà giờ một món. Ăn đi con, đỡ mấy đồ ăn hết đi con. Để chiều ăn hết ngon rồi ăn đi con. Ăn xương nhã ra nha con. Ăn xương nhã ra con. Qua cho cho bình mai. Đứng sau khu chỗ con ngồi bên nè. Này con. Dạ. Còn miếng cơm chế này con ăn không? Nó căng ơi. Ăn không ha. Là ăn giống nãy ngon quá ngon nè. Bỏ một miếng ớt vô nè. Xả luôn nè. Bỏ đây đâu rồi? Đây rồi. Đây không nuốt rồi. Wow nè. Nuốt rồi chứ. Ăn cái gì là đâu? Ngày ớt gì rồi. Thử thách cậu ba ăn mà không không nói cao. Đúng rồi. Ừ, nguyên nguyên nhái luôn. À, hết cơm cháy nó không còn. Giờ này hết cơm cháy không còn miếng cơm cháy nữa. Nhét thằng cơm luôn, còn một xíu à. Không còn miếng cơm cháy ăn nữa. Thật chứ. Bây giờ cô ba ăn nhiều quá. Cứ ăn rồi. Đủ đi con, ăn đi con. Dạ. Ăn hết rồi đi. Chiều hết ngon. Xương nhã con. Ngon quá các bạn ơi. Mẹ ơi, ăn không? Thì em cho kìa. Nói mình ăn đi. Đây em muốn nước. Em muốn miếng nước rồi con. Rồi, đây. Mấy chị em muốn. Anh hồi cũng hết chén cơm rồi. Tuy mình chậm nhưng mà người chậm. Đúng không cô ba? Ừ. Ớt và xá ớt này ăn ngon. Rồi nhai cò xá ớt này ngon quá cả nhà. Giờ nước cơm hồi nãy chắc ra nè cả nhà, giờ ăn cơm xong mà giờ uống chén nước cơm cho nó bổ nha.
không bỏ về ngang cũng bỏ về dài rồi cả nhà. Nếu mà con đến này cũng có không gọi, nếu mà cô chú đến này con hãy cho con một like, một đăng ký để con có một làm những video tiếp theo nha. Tại vì mà cô chú quỳ làm được rồi cô chú. Con xin chào ông bà đi Quỳnh Mai, con xin chào ông. Dạ ông bà. Nếu chú bác dành chị thích clip này của mấy cha con thì hãy cho, cho mấy cha con một lượt like và một lượt chia sẻ và một đăng ký để cho mấy cha con có động lực làm những video tiếp theo nha ông bà. Xin chào. Xin chào con. Xin chào.